Hello, xin chào cả nhà mình nha. Bây giờ mình đang đi trên cao tốc Long Thành Dầu Dây từ bên khu quận 9, khu công nghệ cao quận 9. Bây giờ mình lên cao tốc Long Thành Dầu Dây về lại cầu Sài Gòn. Trên cái hành trình này đi thì mình chia sẻ với các anh chị những cái hình ảnh ở cái khu đông, thành phố khu đông. Ở đây sau này thì có thể lên sẽ trở thành thành phố Thủ Đức. Thì hiện nay các anh chị cũng thấy là cái con đường cao tốc này á, thì mỗi bên thì thấy là có hai cái làn xe thôi, ô tô thôi. Còn cái làn xe bên tay phải mình đi á, thì cái đó là làn xe dành cho xe máy. Thì thực tế ra trước đây khi cái thiết kế cao tốc á, thì sẽ không có cho xe máy đi. Nhưng mà do ở cái ngã tư An Phú á, chút xíu mình sẽ đi lên trên đây cái ngã tư An Phú đó, thì do cái nơi đó nó ách tắc giao thông nhiều quá, vì vậy cho nên là người ta mới làm một cái đường song hành như thế này dành cho xe máy đi tạm thôi, nhưng mà sẽ đi từ ngã tư An Phú cho tới Phú Hữu quận 9 thôi, rồi sau đó là sẽ đi ra tới Vũng Tàu thì sẽ không có cái len xe máy đi. Ở bên tay phải quý vị thấy những cái miếng đất trống đó, cái khu đó là mai mốt người ta sẽ xây dựng một cái khu liên hiệp thể dục thể thao các anh chị ha. Đúng ra là cái khu vực này xây dựng cái khu liên hiệp thể dục thể thao chuẩn bị cái SEA Games vừa rồi, nhưng mà một cái lý do gì đó không triển khai kịp, cho nên là đành hoãn lại các anh chị ha. Nếu như mình đi từ đây thì mình sẽ nhìn thấy landmark 81 tầng các anh chị. Buổi tối thì các anh chị mà đi từ cao tốc này các anh chị nhìn thấy rất là đẹp. Ok, thì hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị sẽ điểm sơ qua xem rằng là ở thành phố Thủ Đức, thành phố ở phía đông, thì sắp tới trong tương lai là nó sẽ có cái thứ gì. Trước mặt quý vị đây là landmark 81 tầng. Cái tòa nhà landmark 81 tầng thực ra nó nằm ngay trên cầu Sài Gòn chỗ này, nhưng nó thuộc quận Bình Thạnh các anh chị ha, chứ nó không phải thuộc của quận 2. Mình đang đi trên cây cầu Sài Gòn đây, thì bên tay phải các anh chị thấy nè, cái tuyến metro họ đang là làm, có lẽ là sang năm 2021 đó sẽ đưa vào hoạt động. Thì vừa thời gian vừa qua đúng ra là cái metro này nó cũng hoàn thành sớm, nhưng mà do là kẹt nguồn vốn hay như thế nào đó cũng khó khăn về nguồn vốn, cho nên là triển khai được một thời gian để tiếp tục triển khai. Và hôm rồi thì mình có quay cho các chị xem một vài cái hình trên đường trên quận 8, hiện nay người ta đã đặt giờ vừa rồi và người ta bắt đầu điều đầu tiên đó là nó sẽ có cái tuyến metro như vừa rồi mình vừa mới đi ấy, mình cho các anh chị xem á, đó là cái metro nối từ chợ Bến Thành cho tới bến xe miền Đông. Cái điểm nổi bật của thành phố Thủ Đức là có một cái bến xe miền Đông, nơi mà kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các cái tỉnh ở phía đông. Một cái bến xe rất lớn nhưng mà chưa đưa vào sử dụng được các anh chị, bởi vừa rồi cũng liên quan đến dịch Covid vân vân, một nhiều cái yếu tố khác cho nên chưa đưa vào sử dụng được. Thì cái bến xe miền Đông là một trong những cái mà nó sẽ được hình thành ở trong khu thành phố Thủ Đức này. Rồi cái gì nữa anh chị ha, nó có cái khu công nghệ cao nè, khu công nghệ cao, rồi làng đại học quốc gia đó các anh chị. Và ngoài cái đó ra thì
cái hiện nay thì trong cái khu thành phố Thủ Đức nó có một cái khu công nghệ cao quận 9. Đó là cái nơi rất nhiều tập đoàn nước ngoài họ đến, họ đầu tư cơ sở vật chất, xưởng, văn phòng đặt tại đó các anh chị. Và hiện nay thì như các anh chị biết là hôm rồi mình đưa các anh chị đi xem cái khu đô thị Sa La, quanh khu vực đó là có cái cầu Thủ Thiêm 2. Thì hiện nay cầu Thủ Thiêm 1 cũng đã xây dựng xong rồi và đã đưa vào sử dụng rồi. Còn cái cầu Thủ Thiêm 2 nó sẽ là một cái cây cầu rất là chiến lược, nó bắt nối liền giữa cái đường Tôn Đức Thắng và bên khu Thủ Thiêm. Đấy, như vậy thì các anh chị thấy rằng là kết nối thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh đó là bởi những cái cây cầu chiến lược như là cái cầu Thủ Thiêm 2 này, cái cầu Sài Gòn. Sẽ giúp cho cái việc mà giao thông nó thuận lợi hơn, tức là nó nối với sân bay Tân Sơn Nhất đó quý vị. Và từ cái đường Phạm Văn Đồng đó mình có thể mình đi về phía Bình Dương, mình về Đồng Nai rất là thuận lợi. Từ khi cái đường đại lộ Phạm Văn Đồng nó được mở thì các anh chị thấy là cái việc mà giao thông nó kết nối rất là thuận lợi. Thì khi mà thành phố Thủ Đức được hình thành đó thì đại lộ Phạm Văn Đồng là một trong những cái đại lộ rất lớn và tiếp giáp với thành phố Thủ Đức. Rồi để mình xem còn cái gì nữa không các anh chị ha. Quốc lộ 13, đúng rồi, quốc lộ 13 là nối với Bình Dương nè. Và hiện nay thì người ta đang là có một cái chủ trương để sắp tới có thể là tiến hành cải tạo những cái nút giao thông, xây thêm một cái cầu, ví dụ như nút giao thông An Phú. Tôi chia sẻ với các anh chị á là nó giao với đường Mai Chí Thọ và cái đường mà đi cao tốc Long Thành Dầu Dây. Rồi sau đó thì cái cầu Cát Lái, cái cầu mà đã diễn bao nhiêu lâu nay rồi chưa hoàn thành được, đó là kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Cho nên nếu như phố Thủ Đức được hình thành thì cái cầu Cát Lái nó sẽ nối phố Thủ Đức và Đồng Nai. Nói đến thành phố Đông này thì nhắc tới cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện nay thì các chị đã thấy được chia sẻ với các chị mọi người của cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì các chị thấy là hiện nay nó chỉ có là hai làn xe, mỗi bên hai làn xe mà thôi. Đó, cho nên là những cái dịp vận tải lớn, lưu lượng xe lớn đi như vậy thì nó kẹt xe ở trên cao tốc. Mà nói đến cao tốc thì nói đến kẹt xe thì mình thấy nó có rất là nhiều cái mặt hạn chế. Vì vậy cho nên là người ta đã có chủ trương, người ta chuẩn bị, người ta mở rộng cái cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tức là nó có hai đoạn, một đoạn từ nút giao thông An Phú cho tới quận 9 á, thì người ta sẽ làm mở rộng là đâu hình như là 36m, bề rộng 36m, 8 làn xe. Rồi từ ngay quận 9 về tới cái nút giao thông là Vũng Tàu Biên Hòa đó thì là 42m, cũng là 8 làn xe luôn. Nếu như mà mở rộng ra như vậy á, thì cái cao tốc này á, là giải quyết được cái bài toán giao thông rất tốt. Thì đó cũng là một cái điểm sáng của thành phố Thủ Đức anh chị ha.
Và khi mà nói đến thành phố Thủ Đức á, thì mình cũng lại nói đến những cái khu mà văn hóa, khu vui chơi giải trí. Ví dụ như là Suối Tiên nè, là các anh chị đã biết rồi ha. Suối Tiên là một trong những cái khu du lịch thu hút rất là nhiều cái du khách đến đó. Rồi có mà khu di tích Đền Hùng nè, ở quận 9 nè. Và vừa rồi thì quận 9 có một cái dự án, một cái đại dự án rất là lớn, Vinhome Center, Vinhome, đúng rồi, một dự án Vinhome. Thì cái dự án đó nó có một cái công viên lớn nhất Đông Nam Á, nó nằm ở ngay đường Nguyễn Xiển, quận 9 á. Thì có một cái dự án là Vinhome họ mới xây xong. Thì hôm trước thì mình cũng có cái video thì họ có thể leo lên cái tuyến metro là họ đi rất là thuận lợi. Thì để phát triển một cái khu đô thị anh chị thì bắt buộc nó phải có những cái tuyến xe công cộng. Ngoài chiếc xe bus ra thì metro là một trong những cái mà những cái thành phố hiện đại người ta đã có lâu rồi. Ở Việt Nam mình thì bây giờ mới chuẩn bị thôi anh chị. Và trong tương lai thì cái tuyến metro số 1 đó thì nó không chỉ dừng lại ở cái depot Long Bình mà từ đó nó còn dự định sẽ nối dài với thành phố vệ tinh như là Biên Hòa, Đồng Nai, Dĩ An, Bình Dương. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho thành phố vệ tinh sẽ kết nối liên vùng, hiện đại hóa hơn cái vấn đề giao thông công cộng. Thì hiện nay thì theo cái hiện trạng bây giờ thì cái tuyến metro đang làm thì nó kết thúc tại cái điểm dừng đó là bến xe miền Đông. Bến xe miền Đông mới đó các anh chị, trên xa lộ Hà Nội đó. Thì về tương lai nếu như mà cái tuyến metro này hình thành xong xuôi rồi, cái bến xe miền Đông được vận hành rồi, thì nhiều khả năng là người ta sẽ làm thêm một cái tuyến metro sẽ nối với Bình Dương, nối với Đồng Nai, Biên Hòa. Cho nên là với sự phát triển đô thị mỗi ngày mỗi thay đổi như vậy trong vòng 10 năm trở lại đây thì các anh chị thấy Việt Nam đã thay đổi rất là nhiều. Tất nhiên khi mà nói đến đây thì mình không thể so sánh với những cái nước mà phát triển trước mình được các anh chị. Người ta đi xa hơn mình quá nhiều rồi. Nhưng mà khi mà mình chia sẻ những điều này với các anh chị thì rõ ràng các anh chị thấy là sau 10 năm mà Việt Nam phát triển như vậy thì rất là đáng mừng các anh chị ha. Và 5 năm, 10 năm nữa biết đâu sẽ có nhiều cái sự thay đổi nữa nếu như mọi sự tốt.
khi mà các anh chị đứng ở ngay tòa nhà Landmark 81 tầng á, ở ngay cái công viên ngay chỗ cầu Sài Gòn đó, thì các anh chị lâu lâu các anh chị sẽ thấy những cái chiếc thuyền, những cái du thuyền đó, họ đi ngang qua cái sông Sài Gòn đó. Nhưng mà hiện nay thì nó chưa nhiều thôi, nhưng nếu như mà trong tương lai là 10 năm nữa thì các anh chị sẽ thấy nó có những cái bước phát triển rất là lớn. Ok, hiện nay thì mình đang đi trên con đường này là con đường Nguyễn Văn Chỗi. Con đường Nguyễn Văn Chỗi, đây là một trong những cái con đường mà dẫn vào khu sân bay Tân Sơn Nhất đây. Hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất thì họ cũng đang là có kế hoạch để mở rộng cái sân bay đó ra các anh chị ha. Nhưng mà cái mà mọi người đang là mong chờ đó là cái sân bay Long Thành. Bởi vì khi mà sân bay Long Thành nó được hình thành đó, thì đó là một cái sân bay quốc tế rất là rộng. Nếu anh chị nào có dịp đi Thái Lan thì các anh chị thấy là hiện nay ở Thái Lan họ cũng mới làm một cái sân bay mới. Tên gì thì mình quên rồi. Bởi vì trong cái đợt vừa rồi mình đi Bhutan đó, thì mình có quá cảnh qua cái sân bay đó. Thì khi mà bay trên bầu trời nhìn xuống cái sân bay ở Thái Lan, sân bay mới các anh chị, mình nói là họ làm rất là đẹp và đẹp. Vì cái quỹ đất trống của họ là lớn. Cái đó là nếu như mà sân bay Long Thành được hình thành đó, thì đó là một cái điểm nhấn, đó là một cái lớn người phía trong Việt Nam. Nếu như mà phát triển những sân bay Long Thành tới đó thì sẽ thu hút rất nhiều cái tập đoàn nước ngoài. Quay cho các anh chị xem như thế này, mình chia sẻ với các anh chị những cái hình ảnh đường phố Sài Gòn, những cái sự thay đổi ở Sài Gòn như thế nào, nó ở góc độ mình phân tích về mặt quy hoạch, mình phân tích về cái mặt phát triển đô thị, về kinh tế xã hội, và không mang hơi hướng vào chính trị gì cả. Vì vậy cho nên là nếu các anh chị nào theo dõi video này á, thì mình hãy hình dung là cái góc độ chia sẻ của mình là như vậy các anh chị ha, để mình có thể mình cùng nhau mình nhìn để mình cập nhật cái tình hình mới như thế nào. Rồi ngay đây là khu vực Lăng Cha Cả đây. Từ ngày xưa rồi trước năm 1000 có một cái ngôi mộ của một cha, một mục, gọi cho nên hồi đó gọi là Lăng Cha Cả. Dịch Covid sớm đi qua trả lại sự bình yên cho mọi người. Cảm ơn quý vị.